không? Ngon ngon ngon. Ở nhà thầy có đồ gấp không? Để xuống coi thử. Lấy thịt bò này cho thầy cắt bự chưa? Gà nó chín nè, gà nó gần chín nè, một đảo nó chín á. Giờ không nói nữa, tắt làm tiếng sao, giờ không biết nói gì, đói quá rồi. Ngon. Hồi gà nó mềm kìa. Ngon. Rồi thầy tái rồi thầy ăn đủ rồi. Ôi trời. Ok anh em. Vô trời ơi, vô nó là chết luôn á. Rồi cạn chứ không đó rồi bực hả, thật rồi hả, nóng quá nóng quá. Nói buồn nào buồn khi nghe tình em làm đi ngay. Em ăn đứt rồi. Em bỏ đi. Nay vẫn mong em chờ. Và sao tôi mất nàng. Người yêu tôi ai cướp lên. Ai cướp lên nồng cung quy. Ai dập lên tim mình. Để tim mình vì mau em mất rồi. Người mình yêu. Cái này làm mày quýt vậy. Cái này nha. Nó dễ uống bia đó. Theo em mày dễ uống bia. Nóng tí rồi. Đi em muốn còn được luôn, đi em muốn sợ lắm. Em muốn em bị giỡn á. Đi em muốn em. Vừa lên coi, nhảy nhót nhót vô lên coi. Có nhạc sập sình đồ không? Nó mới hứng không phải không? Cái nhạc với bản quyền á. Khó ghê rồi. Không hết nổi rồi, nóng quá, nóng bia được, nóng quá. Ủa? Nóng cuốn họng á. Nghe tận dụng thiên nhiên bạc, phía sau lưng mình là cái đám lá rau bò rau lá lốp. Hay mình ngẫu hứng mình làm một bữa tiệc ăn đêm nha các bạn, đúng giờ đó, để vô thử thôi, để lên chưa thì lại nghe anh cứ quên nha, càng quên càng nhớ nhiều. Rồi mai đây em bước nè, em bước sang Đài Loan, em cố quên tôi rồi, tôi chúc mừng em đó. Ôi lúc Đà Lạt con ngồi vậy đã. Trời ơi. Ôi mặt đỏ rồi, mặt tơi tơi rồi đó. Ăn rồi ngấu luôn mà.
có miếng à. Mà ly chiếc xíu này. Ly đó, cái đó không tính ly, đó không tính ly. 2-3 ly thôi, tổng cộng là 2-3 ly thôi. Đó không tính ly được. Ngon quá. Làm biết cho bao nhiêu đủ ha. Ngạc lực hình, ngạc lực tinh tấn bưng. Đêm đêm anh nướng xiên que. Anh mê mồi nhậu. Ai về rất ngon.